Em Tùng à, chào anh em. Thì mình về cái máy quạt từ Mỹ về Home Depot. Thì cái thùng này hai cái ha, mình sẽ gửi đến anh em một cái ha, để cho anh em xem. Đấy. Ở bên kia họ đóng hai cái như vậy. Ok. Rồi. Đây anh em. Đấy, hàng Mỹ về mới 100%. Cái sải cánh của nó là 190 và cấp độ 0123. Đây. 0123 ha anh em ha. Cái này nó vừa cắm điện ha, vừa cắm điện vừa pin, nếu mà cục pin này xài cả ngày luôn. Đây. Giá của em này là 1 triệu 8 một cái thân máy ha. 1 triệu 8 thôi nha anh em. Và vừa Ryobi 18V. Cái hở này hở mới nha anh em. Nó sử dụng pin 18V. Đây. Mã của nó là BCL811. Hàng mới 100%. Giá chỉ 1 triệu 8 cái body. Em Tùng cảm ơn anh em.